chị đang mang thai 12 tuần mà thai của chị là thai IVF, một cái thai cũng khá quý hiếm. Và tất nhiên 12 tuần thì đã gần qua 3 tháng đầu rồi thì khả năng ảnh hưởng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Thì chị nên đi theo dõi cẩn thận, đi làm các xét nghiệm thăm dò để và làm siêu âm kỹ càng ở những nơi cơ sở có uy tín để theo dõi cái thai, phát hiện sớm cái bất thường của cháu. Còn nếu không có, chị hoàn toàn có thể yên tâm để theo dõi thai đến cuối thai kỳ. Chúc chị may mắn.